Hello, xin chào bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách cài bộ gõ tiếng Việt trên Windows. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn hai cái cách, đó là bạn có thể cài UliKey hoặc là EverKey. Bạn có thể chọn một trong hai cách để có thể cài bộ gõ tiếng Việt cho Windows của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lần lượt hai cách nhé. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách cài UliKey. Để mà tải UliKey được thì các bạn mở trình duyệt Chrome hoặc là Firefox hoặc là Microsoft IDE lên. Thì ở đây mình dùng Chrome, mình sẽ mở Chrome lên và mình có UliKey. UliKey các bạn tìm kiếm thì các bạn sẽ vào trang chủ của nó là uliKey.org nhé. Các bạn ấn vào download UliKey. Đó. Và trang download của UliKey rồi các bạn chọn phần download. Đấy, thì ở trong đây nó có hai phiên bản, nó sẽ có những cái phiên bản mới nhất. Ví dụ như là ở thời điểm này nó là 4.6 RC2. Thì các bạn chọn phiên bản download cho Windows của mình. Ví dụ như là ở đây nó có hai phiên bản, nó là 64 bit và 32 bit. Thì làm sao để biết được mình sẽ download phiên bản nào, thì bạn kiểm tra xem trên Windows của mình là Windows 32 bit hay là 64 bit. Để kiểm tra được Windows là 32 bit hay 64 bit thì các bạn làm như sau. Các bạn mở ấn vào cái cửa sổ. Các bạn gõ run. Run. Đây. Các bạn mở lên. Đó, nó sẽ ra cái hộp thoại này hoặc các bạn có thể ấn tổ phím cửa sổ R nó cũng hiển thị lên. Các bạn gõ cho mình cái lệnh là DX TIAG như này, xong đó các bạn OK. Khi OK lên thì nó sẽ hiển thị cái thông tin Windows của mình. Đây là cái hệ điều hành của mình là Windows 11 Pro 64 bit. Đấy, nếu như của các bạn ở đây là 32 bit thì các bạn là Windows 32 bit. Đó. Thì sau khi biết được cái Windows của mình là 64 hay 32 bit rồi thì các bạn sẽ chọn vào đây để download. Của mình là 64, mình sẽ chọn vào đây này. Đó, các bạn đóng. Các bạn chọn nơi nơi lưu cái file download về. Ví dụ mình chọn là download, các bạn ấn save. Đó. Nó download về rồi đó. Các bạn mở lên này. Đây. Cái file vừa download về phiên bản 64 bit. Tiếp theo mình sẽ download tiếp EverKey. Đấy, các bạn cũng có EverKey như này, sau đó enter tìm kiếm. Các bạn vào trang chủ của nó là everkeyvn.com. Các bạn mở lên. Ở đây nó có hai phiên bản dành cho Windows, đây, tải về cho Windows và tải về cho Mac OS. Thì mình sử dụng Windows, mình sẽ ấn vào đây để tải về. Đó, các bạn cũng chọn nơi new, ở đây mình chọn là download. Các bạn chọn chỗ nào thì bạn nhớ để tí nữa tìm kiếm cái file download để mở ra nhé. Các bạn ấn save. Lúc này mình đã có hai cái file chứa hai bộ gõ là EverKey và UliKey rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cài cái UliKey trước nhé. Bây giờ mình có bộ cài rồi, bạn mình sẽ giải lén nó ra. Bạn chuột phải vào. Bạn chọn Winra, chọn Xchatu. Các bạn giải lén nó ra đấy. Đấy, sau khi giải lén ra thì nó có cái folder như này. Trong cái folder này bạn mở ra. Nó có cái ulikylt.exe này. Các bạn chạy nó. Ấn vào. Đó. Các bạn ấn vào là nó hiển thị ra thôi. Ở đây thì để mà gõ được tiếng Việt thì các bạn chọn bảng mã là Unicode và kiểu gõ là Telex. Đấy. Các bạn ấn vào mở rộng. Các bạn chọn tự khởi động cùng Windows nhé. Để khi mà Windows các bạn khởi động máy tính lên ấy, thì cái này nó cũng khởi động theo và chúng ta có thể gõ được tiếng Việt luôn. Sau khi tùy chọn hai cái này Unicode và Telex xong rồi, các bạn đóng lại. Các bạn có thể gõ được tiếng Việt luôn. Khi cài xong mà chưa gõ được tiếng Việt thì các bạn để ý ở dưới này này. Các bạn chọn là E hay là V.
Nếu là E có nghĩa là tiếng English ấy, tiếng Anh thì sẽ không gõ được tiếng Việt đâu. Bây giờ các bạn phải chuyển sang là V, các bạn ấn vào đây. V, lúc này bạn sẽ gõ được tiếng Việt này. Đó, ok. Đó là cách cài bộ gõ tiếng Việt bằng Uliki. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách cài tiếng Việt bằng Everkey nhé. Bạn tắt Uliki đi. Bây giờ bạn cũng sẽ mở cái bộ cài Everkey ra. Các bạn chọn chuột phải, các bạn chọn Windows và chọn Pichatu Everkey để giải lén. Sau khi giải lén, nó có một cái folder cài đặt như thế này. Các bạn mở ra. Đấy, các bạn chọn cái Everkey 64, bởi vì Win mình là 64 bit. Các bạn chạy nó đi. Ấn click chuột vào để chạy. Đó, nó cũng hiện lên một cái bảng. Ở đây bạn cũng chọn bảng mã là Unicode và kiểu gõ là Techlet. Đó. Trong hệ thống này bạn cũng chọn khởi động cùng Windows. Để khi mà Windows khởi động, Everkey nó cũng khởi động cùng. Và các bạn bạn có thể gõ được tiếng Việt sau khi Windows khởi động xong. Đấy. Bạn đóng lại. Cái Everkey này cũng giống như Uliki thôi. Các bạn cũng để ý ở đây, nếu mà là chữ E này có nghĩa là English thì các bạn cũng chưa gõ được tiếng Việt đâu. Đó. Các bạn phải chuyển nó sang chữ V. Đấy, Vietnamese. Đấy, các bạn bây giờ bạn sẽ gõ được tiếng Việt. Hai cái bộ gõ Unicode và Everkey nó gần như là tương tương tự nhau, các bạn có thể chọn một trong hai. Đến đây chắc các bạn đã biết cách cài bộ gõ tiếng Việt cho Windows của mình rồi. Nếu các bạn cảm thấy video này hay hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.